thay đổi đặc biệt về danh hiệu của Hoa hoàn Vũ Việt Nam 2023. Và tối ngày 7 tháng 8 vừa qua thì cuộc thi Hoa hoàn Vũ Việt Nam 2023 Miss Cosmo Việt Nam đã tổ chức họp báo nhằm công bố những điểm mới của cuộc thi. Đây cũng là cuộc thi đặc biệt bởi tên quốc tế đã thay đổi sau một hành trình dài 15 năm. Tại buổi họp báo thì ông Trần Việt Bảo Hoàng, trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết là cuộc thi Hoa hoàn Vũ Việt Nam có nhiều thay đổi, nhiều đổi mới đáng kể. Tất cả khán giả đảm nhận vai trò là thành viên ban giám khảo chính thức, thể hiện vai trò của mình qua cổng bình chọn, góp sức cùng ban giám khảo chọn người chiến thắng cuộc thi. Điều này không phải mới, tuy nhiên được lặp lại ở một cuộc thi nhan sắc tầm cỡ là điều khiến nhiều người quan tâm. Bên cạnh đó thì khán giả cũng là người bình chọn ra thí sinh được yêu thích nhất. Thay vì chọn top 3 hoặc top 5 như nhiều cuộc thi sắc đẹp khác, thì cuộc thi Hoa hoàn Vũ Việt Nam 2023 chỉ chọn ra top 2 tiến thẳng vào vòng phỏng vấn và để chọn ra một hoa hậu và một á hậu. Một trong những điểm đặc biệt nhất của cuộc thi là không có hậu hai để giảm tải tên gọi như chia sẻ của ban tổ chức. Đặc biệt thì ban tổ chức cũng chia sẻ là chưa thể nói trước việc hoa hậu có thể trở thành người đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc quốc tế hay không, vì điều đó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cũng tại buổi họp báo vào tối ngày 7 tháng 8 vừa qua, ban tổ chức công bố hai đại sứ là giám khảo cuộc thi năm nay là Hoa hậu Hene và Hoa hậu Khánh Vân. Trước thắc mắc có thêm một cuộc thi nhan sắc mới thì ông Bảo Hoàng cho biết cảm nhận được cảm giác của khán giả nên là cuộc thi này sẽ mang đến nhiều điều mới, lạ và cam kết không làm khán giả thất vọng. Tiêu chí chọn hậu của cuộc thi năm nay là dám nói, dám làm, nói ít, làm nhiều hơn những điều mình nói. Bạn có mong chờ cuộc thi nhan sắc đã có bề dày 15 năm này không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình để iBiz được biết nha!